Vợ chồng tỷ phú Canada, ông Barry Sandman và bà Honey đã được tìm thấy tại nhà riêng của họ ở thành phố Toronto, tỉnh Ontario của thành phố Canada hôm qua ngày 15 tháng 12. Ông Sandman là một trong những người giàu nhất ở Canada, là người sáng lập công ty dược phẩm Atotech. Cảnh sát hầu như chưa cung cấp bất cứ thông tin nào khẳng định về sự việc, nhưng thừa nhận các tình huống liên quan tới cái chết của họ có nhiều điểm khả nghi. Vợ chồng tỷ phú Sandman đã quyên góp từ thiện hàng triệu đô la cho nhiều tổ chức thiện nguyện. Chính bộ phận công tác xã hội của công ty Apotec đã vận chuyển các đợt thuốc men hỗ trợ những vùng khủng hoảng chính trị với nhiều triệu đô la.